cũng chính là lần kia dẫn nổ, nhưng cái kia phi tinh không thể nào lực lượng lớn tổn hại. Cuối cùng là hắn tinh cầu hành chính bị chúng ta miễn chiếm lĩnh, mặc dù không thích hợp ra nhân loại tồn tại, nhưng lại trở thành chúng ta trọng yếu nhất tinh cầu tư nguyên một trong. Lần kia xuất thủ của chúng ta chỉ là muốn nhường liên bang hiểu rõ, đường môn cùng với sự lệ khác là không thể là khinh động. Về sau chúng ta vị tiền bối kia lại là tại nhiều lần đấu thiên giả nhiệm vụ xong, nương tựa theo chúng ta đường môn cấm kỵ vũ khí đại triển là tự thần uy, cuối cùng trợ giúp liên bang đem chính kia là tinh không lực lượng trực tiếp là triệt để phá hủy, cuối cùng trở thành cái kia một đời đấu thiên bộ một vị duy nhất cấp 9 đấu thiên giả. Liên bang cũng xem như khi đó hiểu rõ, đường môn cùng với sự lệ khác lực lượng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện sao động, mới có thể là về sau hơn 2000 năm qua là bình an vô sự. Cho nên liên bang kỳ thật vẫn luôn luôn là biết chúng ta là có cấm kỵ khó vũ khí, cũng là tìm đến ra nghĩ cách, đã dùng hết canh loại phương thức này tìm hiểu. Chúng ta cấm kỵ kho vũ khí tình huống cũng xưng ở bên ngoài phương pháp mong muốn điều động cấm kỵ của chúng ta vũ khí đã bị chúng ta từng cái cự tuyệt. Cái này là bảo vệ tốt đường môn cùng với học viện xử lý khác, đồng thời cam đoan rằng chúng ta độc lập tính chỗ căn bản. Lần này người hộ tống quân đội đi rèn luyện, ban đầu không lên mang người tới nơi này, nhưng mà người an toàn của người là đã học viện cùng với đường môn thẳng đến là cấp đẳng cấp cao hơn, cơ hội là có khả năng khẳng định là quân đội nhất định sẽ lôi kéo người. Phương diện này chúng ta không lo lắng, chúng ta lo lắng chính là một phần vạn là đồng thời một phần vạn liên bang bởi vì thân phận của người đặc thù mà đồng thời là có hành động thời điểm, người liền cần có lực lượng tự vệ tự lực thân. Thúy ma chiến hạm có thể cho người từ trong vũ trụ đi nhưng mà thoát thân liền là cần có đầy đủ lực lượng mới được. Dù sao thì người mang theo một chút hộ thân đồ vật đi tới, đến khi mà ta giới thiệu cho người một chút chúng ta đường môn tốt hơn. Nói đến đây, Mộng Phi trên mặt toát ra một tia nụ cười khổ, làm Lam Hiên Vũ xuống nước mắt nuốt ra một cái. Cấm kỵ kho vũ khí, riêng là nghe được một chút tên, đều để cho người ta có một loại không hiểu gì đó, chỉ biết là rất lợi hại cảm giác, lại càng là không cần phải nói ra sử dụng. Điện chủ, cấm kỵ vũ khí thật sự có thể sử dụng sao? Lam Hiên Vũ lúc này dò hỏi. Mộng Phi cười ha ha rồi nói, tiểu tử ngươi ít dùng bài này đi, mười mấy buổi thời điểm, ngươi liền đám ở tội ác tinh cầu bên kia ném vật chất đạn đạo, có cái gì ngươi không dám, ta khẳng định qua là vậy nhắc nhở ngươi, không đến sinh mệnh thời điểm nguy cấp, không nên dùng cấm kỵ vũ khí, cái đầu chưa này sử dụng ảnh hưởng quá lớn. Vâng, vậy thì khẳng định, Mộng Phi nói, còn có quan hệ với cấm kỵ vũ khí hết thảy cũng không cần hướng về bất kỳ ai nhắc đến, cho dù là bên cạnh người tốt nhất là đồng bạn cũng sống như vậy. Càng không thể nào để cho bọn hắn biết có thứ này tồn tại. Vâng. Vừa nói, Mộng Phi đã mang theo Lam Hiên Vũ đi tới cái kia, để đó quả cầu ánh sáng màu vàng kim loại trước sân khấu phương. Cái loại này cấm kỵ vũ khí, chúng ta xưng là thần chi nộ, ta nhớ không lắm, ngươi cũng là đoán tạo sư, ngươi bây giờ đem đúc trình độ đạt tới trình độ nào rồi? Mộng Phi đột nhiên nói. Lam Hiên Vũ nói, miễn cưỡng có khả năng là hồn gen, xem như cấp 7 trình độ đi. Nghe hắn kiểu nói này, Mộng Phi cùng với Đường Miểu ánh mắt nhìn hắn cũng không khỏi trở nên kinh ngạc. Cấp 7 đoán tạo sư. Lam Hiên Vũ mới là 18 tuổi, 18 tuổi cấp 7 đoán tạo sư, cơ hồ là phượng mào lần giác tồn tại, nhất định đã là sẻn đúc giới là một đời thiên tài. Đường Miểu nói, ngươi sẻn đúc là ai dạy? Lam Hiên Vũ nháy mắt nói, Nhạc Thúc Thúc. Đường Miểu cùng với Mộng Phi lập tức là điều toát xa vẻ chợt hiểu. Mộng Phi không khỏi tán thưởng một tiếng. Đầu thai là một nghệ thuật, khó trách. Năm đó Đường tiền bối liền đã hoàn thành liên bang số 1 đoán tạo đại sư, lúc ấy mạnh nhất thần cấp đoán tạo sư. Hắn dạy người khó trách người có thể tấn thăng nhanh như vậy. Học viện sửa lại các học viện như vậy lặng nề, người còn có thể đi đến hồn rèn trình độ, cũng thật sự là không dễ dàng. Ngươi là đoán tạo sư, tự nhiên hiểu rõ, tại trong rèn đúc phương diện, có thể tinh luyện kim loại hiếm, còn có khả năng dùng rèn kim loại hiếm, cuối cùng là nhường kim loại đi đến bách rèn, thiên rèn, linh rèn, hồn rèn, thậm chí là tối cao là tầng thứ thần rèn, đến thần rèn cấp bậc kim loại kia. Liền đã thoát ly ra kim loại phạm chủ, cũng có thể là súng thiên tài chi bảo để hình dung.
Đó là chân chính được trao cho linh hồn của với sinh mệnh tồn tại, có được mạnh mẽ năng lực, cũng để cho chế tác tứ tự đấu khải nhất định. Chỉ có dùng thần cấp kim loại chế tạo ra tứ tự đấu khải, đi qua thần cấp cường giả không ngừng là ôn dưỡng, mới có kéo dài tiến hóa khả năng. Ít nhất thì cần 4 loại kim loại hiếm dung rèn thần cấp kim loại mới có thể đi vào trong hóa đến 5 chữ đấu khải. Sau là 6 loại trở lên mới có cơ hội tiến hóa đến lục tự đấu khải. Mà trên thực tế, nhân loại lục tự đấu khải trong lịch sử cũng chỉ là xuất hiện qua thất bộ mà thôi. Là mềm vua ánh mắt sáng lên, không khỏi có một chút phấn khởi. Hắn mặc dù đã đạt đến hồn sen trình độ, nhưng có quan hệ với 5 chữ đấu khải, lục tự đấu khải trí thức hắn là không có học qua. Hắn chẳng qua là biết, tại hành tinh mẹ tiến hóa trước đó, nhân loại đấu khải trình độ nhiều nhất liền là tứ tự đấu khải. Về sau mới có 5 chữ đấu khải của mỗi lục tự đấu khải lời giải thích. Khó trách nhạc thúc thúc muốn dạy dỗ chính mình dung rèn chi pháp, đồng thời để cho chính mình có thể thuận lợi hoàn thành dung rèn mới tiếp tục là tiến hành hồn sen. Nguyên lai dung rèn tác dụng cực kỳ to lớn như vậy. Mộng Phi chỉ trước mặt thần chi nộ sẽ nói, hiện tại nguồn năng lượng là bởi vì chúng ta được muốn phát minh đơn thể chỉnh hướng về tuần hoàn nguồn suối hạch tâm mới có phi tốc tiến bộ, có thể dùng nhỏ thể tinh cánh triệu ra năng lượng khổng lồ mới có thể là chiến hạm động lực nguyên, từ đó để cho chúng ta hướng đi tinh không. Trước mặt người thần chi nộ, kỳ thần cũng là đơn thể chỉnh hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, trong đó là nó chỗ đặc thù ở chỗ đây là dùng nguyên một khối thần cấp kim loại để luyện ra đơn thể chỉnh hướng về tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, thần cấp nguồn suối hạch tâm. Ngươi hẳn phải biết, sinh thái chiến hạm đối với nguyên liệu yêu cầu vô cùng hà khắc, ít nhất thì phải là linh sen cấp độ kim loại hiếm mới có thể trở thành nó nguồn năng lượng, mới có thể thông qua nội bộ chuyển đổi, chuyển hóa trở thành đơn thể chỉnh hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Hồn gen kim loại tự nhiên là càng tốt hơn, mà thần cấp kim loại chính là không thể nào là thông qua lò rèn phản ứng chuyển hóa trở thành đơn thể chỉnh hướng tuần hoàn nguồn suối, theo mà trở thành nguồn năng lượng trực tiếp sử dụng, ít nhất là tại liên bang không có cái nào kỹ thuật. Chỉ có chúng ta đường môn dùng một chút phương thức đặc thù mới có thể chế tạo, mà lại chế tạo ra thần cấp nguồn suối hạch tâm. Quá trình bên trong chúng ta liền phát hiện, làm thần cấp kim loại bị tinh luyện trở thành nguồn suối hạch tâm thời điểm, nó nội bộ năng lượng cũng là khổng lồ, mà lại thật sự là quá to lớn. Thế nhưng mà chính là bởi vì quá to lớn, nó không có cách nào trực tiếp trở thành kéo dài không ngừng ổn định chuyển phát ra. Một khi đánh vỡ, ngay lập tức sẽ sinh ra đại bạo phát, căn bản là không có cách nào xem như là nguồn năng lượng sử dụng. Đơn giản là vì biết rõ là rằng nguyên nhân này, chúng ta liền dùng hơn 1.300 năm thời gian. Trong lúc đó, chết tại thần cấp kim loại trong bạo tạc nhân viên nghiên cứu khoa học nhiều đến là mấy trăm người. Vậy cũng là chúng ta được môn yếu tố nhất nhân tài, nhưng cũng là chúng ta được môn bên trong một đám người điên. Có thể cũng đang là điên cuồng như vậy, nhà khoa học mới có thể cuối cùng là nghiên cứu ra được cấm kỵ vũ khí. Chúng ta phát hiện, thần cấp kim loại sở dĩ vô phương trở thành nguồn năng lượng sử dụng, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì bọn chúng thăng hoa. Thần cấp kim loại tại trong rèn đúc đến thời khắc cuối cùng thời điểm là sẽ trải qua lồi kiếm tẩy lễ. Người bây giờ còn chưa đi đến trình độ kia cho nên người không biết. Bình thường phòng đoán tạo cho số là có thể đi đến thần cấp đoán tạo sư trình độ, cũng là rèn tạo không có bao nhiêu năm. Bởi vì mỗi một lần trải qua lồi kiếp, bọn hắn đều là lại nhận không thể là nghịch bị thương. Chỉ có đường tiền bối thân thể như vậy cường độ mới có thể chân chính kéo dài rèn đúc thần cấp kim loại. Cũng chỉ có hắn, tại thân chính là thần cấp đoán tạo sư, tình huống phía dưới có thể trở thành thần cấp cường giả. Vô luận là chúng ta hay là chính phủ liên bang đều đã từng tiến hành quá nhiều loại thí nghiệm, ví dụ như là nhường thần cấp cường giả đi học tập rèn đúc, hoặc là nắm thiên tài phòng đoán tạo bồi dưỡng ra thành làm thần cấp cường giả. Không có một lần thành công, thần cấp cường giả học tập rèn đúc, cho dù là bình thường nhất thiên rèn là đều là không làm được, mà thiên rèn đoán tạo sư cũng không có một cái nào có thể đi tới thần cấp rèn đúc thời điểm, lại trở thành thần cấp cường giả. Bởi vì đi đến thần cấp rèn đúc, bọn hắn đi qua lồi kiếp đều sẽ có tổn thương, không chỉ là như vậy, liền linh thức đều sẽ bị tổn thương. Mà tại hồn rèn gian đoạn, nếu như là càng nhiều trải qua thả về là mặt tù luyện, cuối cùng nếu như thành tựu thần cấp cường giả, rồi lại bán không ra thần cấp đoán tạo sư một bước kia. Đơn giản tôi nói, hồn sư muốn trở thành thần cấp đoán tạo sư, điều kiện tiên quyết là không thể nào trở thành thần cấp cường giả, bởi vì thần cấp cường giả dẫn không đến lỗi kiếp. Hoặc là nói, thần cấp cường giả dẫn tới lỗi kiếp đều là nhắm vào bọn họ tự thân mà không sẽ nhắm vào kim loại.
La Miên Vua có chút hiểu rõ, thần cấp đoán tạo sư là cần tại thành thần chỉ đạt mới tới trước, có thể thành thần về sau, thần cấp đoán tạo sư nhận ra lôi kiếp bị thương, liền không cách nào lại tiến hóa. Vấn đề này quay đầu cũng là muốn hỏi một chút Nhạc Thúc Thúc vì sao lại như vậy. Mộng Phi lúc này tiếp tục nói, cho nên thần cấp kim loại phát triển càng về sau, tác dụng cũng chỉ có thể chế tạo sở đấu khải, hoặc là cấp cao nhất cơ giáp, lại không cách nào trở thành nguồn năng lượng. Liên bang cao đoàn nhất nguồn năng lượng, liền chính là hồn rèn kim loại chế tạo mà thành đơn thể chỉnh hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Chúng ta đường môn chế tạo ra thần cấp nguồn suối hạch tâm lên trở thành cổ phẩm, cũng là nội bộ tuyệt mật.